vui về co giật luôn. Nhảy đây này, tao vào mượn ông kìa, nào tao trả mượn ông. Thế mày đi tiếp nó. Bây giờ mày hiểu ơi, bây giờ mày hiểu ơi. Hôm nay thì trời, mọi người nhìn của chị Nhung có một pha tiếp đất nhá. Ấy bắt đầu ngồi say võng này. Em là say võng hay là say anh? Thì ngồi thế thôi. Nhưng mà nằm thì vẫn ngủ. Không, hôm nay mày thế xong mày co thân lên chân được, hoặc mày cho ngồi quay lưng kia xong mày quay đằng sau thôi. Nằm nghiêng được như nàng tiên cá cũng được. Chứ không chạm chân đất là được. Thế này em cứ co thế này thôi nhá. Mày điền cho chân lên. Cho chân hai bên, cho hai bên sang. Ai thế thì mày vỡ mồm. Mồm mày nói gì tao tát vỡ mồm bây giờ. Chẳng có đứa nào ngồi võng như thế đâu. Không. Ngồi dọc ra khổ quá. Cho hai chân sang bên, cho háng ở giữa cái võng. Tôi khổ quá mà. Được rồi, tránh cút cút ra trả chỗ ông Chiến. Ôi giờ chưa nằm đây ngủ. Ôi giời. Đứt thì đứt. Cái gì? Mất 100.000 đồng. Quy định là đứa nào ngồi đến hát sáng mất 100.000. Mọi người hãy comment cho chị Yến cái giây phút mà Hoàng xuất hiện như này để mất 100.000 nhá. Bên đây nó ngồi luôn. Ngồi đầu tiên. Bên đây tao cũng quay được cái lúc đấy. Đấy thấy chưa? Mọi người nhìn thấy cái đứa mà chuyên cắp ngửa bỏ tay người chưa, ngậm máu phun người chưa, chuyên Ali mơi mơi chưa? Ali mơi mơi không phải Ali mơi mơi, Ali mơi mơi khác. Ali mơi mơi khác à? Ali mơi mơi là ấy gì à, là khác gì à? Ali mơi đây là đúng phẩm chất duê. Đấy bây giờ nói nó bây giờ nó không cười nữa rồi. Đang giả vờ chăm chú kịch bản mặc dù là cảnh của Chiến này. Ê mà. Ờ đấy á. Trong cằm lạnh luôn, co giật luôn. Đi viện luôn, tốt nhất vào nhà. Rồi. Rồi. Em phải chỉ cần thế là tay anh sẽ lên qua cam luôn. Đung đưa một tí. Thằng nào đung đưa cái đéo khó ấy. Nhung đung đưa nhẹ thôi nhá. Rồi đúng rồi, thế rồi thôi. Bám mắt anh nhá. Một cơn gió thoang thoảng anh cười, hai cơn gió hơi lạnh rồi. Hai cơn gió lạnh rồi, ok lại luôn này. Nhung này đu là anh ấy. Đu rồi, nó đang đung đưa chứ. Quả thì hát luôn cũng được. Không phải làm thơ. Được rồi. Có bám thơ này. Một cơn gió thoang thoảng anh cười, hai cơn gió lạnh người, ba cơn gió hơi rét, bốn cơn gió trong cỏ giật luôn, đi viện luôn. Nhà mẹ rồi. Đúng rồi. À, đi viện luôn, anh đi vào nhà. Cảm lạnh luôn xong đi co giật luôn. Okay. Lạnh người xong cảm lạnh xong co giật xong đi viện. Tôi vào nhà. Chơi. Đấy mày cái mồm rẽ ngu. Chơi. Chờ tớ. Rồi đi. Một cơn gió thoang thoảng anh cười, hai cơn gió lạnh người, ba cơn gió hơi chén, bốn cơn gió sông cảm lạnh luôn, co giật luôn, đi viện luôn. Cảm giác là sắp co giật thật luôn rồi. Lại luôn này. Đi viện luôn. Tốt nhất vào nhà. Hôm nay chuẩn bị đi qua, tao đi qua người dọn dàn đi là vừa. Cầm lên mày đánh cái nào Nhung. Ok. Đánh. Một cơn gió thoang thoảng anh cười, hai cơn gió lạnh người,
quét bốn cơn gió, sông cảm lạnh luôn, co giật luôn, đi viện luôn, tốt nhất vào nhà. Vào đi không nhỉ, cơn gió máy. Ê chú Diên, điên mày điên được rồi. Rồi ra không ạ? Nhảy vào đặc tả cái sò ghép được. Bọn em vừa ra thì anh đứng đợi đây, đứng đây, đứng đây. Anh vu vội mà. Tao sợ gì đấy, tao thấy. Nó nghe nó ngu. Cái gì nó ngu? Nó xem pin của em, ôi của chị vẫn 100% chốc, tao phù hợp mới mua. Tao tốt thì vừa kiếm phải 12 đồng, 99% bây giờ đấy. Nó bị nhảy thế nó lại. Con gầy dài này. Cho anh đeo cái dép vào xông ra lại một góc đằng kia là gặp nó. Đúng không? Tao nhìn thấy cái kịch bản tao đã cấn cấn rồi. Em lấy cái chân anh thế này này. Đặc tả xuống. Thế là thế thôi, thế thôi. Ui, hồi tí thì móc rồi mắt. Đấy, đi ra toàn cái nào. Cái đấy móc mồm. Đấy, dọc dọc kia, cái đấy đấy. Em bắt được cái chỗ ruộng kìa. Thì anh đến đây là đẹp, đến đây là đẹp, chúng nó đứng đây này. Đấy đấy, xéo được không? Bắt qua cái này không? Đó, đó. Lòng lao quá không kìa. Cắm mẹ máy vào cột. Cứ để bạn nó mắng nhỉ. Không có điếc đâu. Gì đây? Đi. Cứ để bạn nó nói nhở. Thế là không phải câu nói nhung nhung hoàng anh hoàng phải em nghỉ việc mẹ rồi. Đi làm áp lực quá nhiều từ đồng nghiệp. Anh em bây giờ anh em bắt nạt đồng nghiệp mắng. Tôi dắt xe tôi quay xe. Đó, anh em chào nhăng nhít chào to nhá, chào không phải đứa nào cũng biết được đâu. Bên đây có một thằng đó. Đồ lịt không? Ừ, đây đây đi đâu. Alo em. Nó khóc, đứng phải cần tìm. Nó khóc, nó đã khóc rồi. Anh em ơi, tôi đi đây, tôi đi đây. Chú ý vào kìa. Tại vì tao cũng định vào nhà nhưng thấy chúng mày tao mới cân bóng. Ok ok. Tôi nhỉ. Tưởng cái chỗ này là chúng nó đi học về cơ mà nhở. Thì bây giờ tự nhiên đi học về xong rồi cầm mẫu ở đây chưa đi chơi luôn à. Nên là câu thoại cuối cùng là thằng Hiếu nó bảo là chơi nhưng mà bố nó mặc quần áo quay cả cuối trước rồi. Mà em quay chơi thì về nhà được gì. Mà đang quay kỳ 7 trước rồi. Thế thì em phải đi tít được kia à. Nếu mà thế thì phải đi tít được kia à. Đúng. Mà đi tít kia thì nó không phải nào đó. Tôi rồi quay đi. Thế nào. Gió to nhỉ. Gió to tưởng là nóng. Gió to là đổ chùa. Đi chơi với người yêu nhưng nói với bố mẹ đi chơi với bản thân. Thôi. Nó sẽ có một ngày chào bé thôi. Kim Trung Bảo cũng sẽ lòi ra. Thế là xong, mẹ lại bắt được đi chơi với thằng nào đấy. Xong toàn. Nào chú ý ạ. Điếc. Thôi. Chú có điếc đâu mà chúng mày chào to thế. Nhưng mà nhiều tóc bạc. Được rồi, ra góc này. Quay phim cho mấy đứa nhưng mày nhiều bạc hết tóc. Chú có bóc gì? Thế này em ơi, thế này chỗ này này. Qua vai em cho một tí, em bắt qua vai. Cái gì làm lỏng bóng tóc? Nào Thảo đứng rồi nào. Rộng ra, góc rộng ra. Long chuẩn bị lăn vào. Bây giờ mình mặc cái này. Sáng nó nóng, chiều lại lạnh rồi. Thời tiết nó thay đổi nhanh quanh em ạ. Sáng nó nóng. Không, tao rất ổn định, tao không thay đổi. Răng thì chạy qua đúng không? Hả? Ai? Một em răng thì đi chạy qua. Gì? Thôi thì. Chưa. Chạy qua mà. Sáng đi. Chuyến quay lại mà. Mấy đứa ơi. Đi chơi đi. Hiếu vừa nhặt được một cái dụng cụ bể răng những đứa hay cãi. Và Thảo Lê đang sợ bịt mồm rồi, bịt mồm sẵn rồi. Đấy nó bĩu môi cả, kìa kìa, út cái mồm kìa. Mồm filler. Một đứa mồm doe, một đứa mồm filler bằng nhau. Thôi nhưng mà em không mồm filler như nó. Ngày xưa em vẫn nhớ nó y nguyên nó bảo câu là em cái có tiền chả bao giờ đi làm. Đi làm cái khác khỏi là filler. Đi làm vẫn là làm. Giờ nó nói cái gì chả được. Rồi. Sao hôm sau thế mồm mới chè ra. Mày có chè không? Nó bảo là em tiêm filler pháp. Nhưng mày có chè không? Bình thường. Nhìn mọi người nhìn cái mặt đó nha, nhìn cái chân dung con doe đấy nha.
tổ trưởng tổ cà khịa hóng hớt xuyên lục địa. Đây là tổ trưởng tổ cãi liên cãi láo xuyên lục địa. Đấy, cái đứa đen đen này, đây đen này là cãi liên cãi láo, còn đứa trắng trắng này là hóng hớt. Ai mất chú quên mất nhà. Đây, xong rồi là tổ trưởng tổ nhục nhất. Tổ trưởng tổ ăn bánh nhục suốt ngày. Nhục. Nhục. Đấy, mà. Đi làm suốt ngày bị đồng nghiệp chửi. Đến công ty thì bị sếp chửi. Một mình thì là chẳng nhục. Về nhà thì bị vợ chửi. Đấy. Cuộc đời. Mẹ tao, anh tao, chị dâu tao, vợ tao, con tao là một mình là. Ăn cua quay về lông dọc thì lo chả nhục. Quay về lông dọc. Đấy là do người cũ của mày quay đúng không? Đâu. Ông này cũng người ta quay cũng phải nhìn người ta làm mới dọc chả gì. Không. Phải sử dụng cái neuron thần kinh chứ nè đúng không? Mẹ cha thằng Phi Long. Ơi nhục đúng không chứ? Nhục bình thường. Nhục bình thường. Nhục bình thường. Nhục là bình thường. Ôi nó mát à. Hiện giờ tôi đang mặc một chiếc váy mà nó bay gọi là mất váy luôn. Đen. Tao đen á? Em đen. Ôi thẻ em cái túi xanh này cái váy này với em. Ok. Hết rồi. Được 1:30 rồi mọi người ạ. Ủa tự nhiên bẩy lên phát chưa đấy cây nấm linh chi ngàn năm. Thế chà Long Long nó không để cam cho nó bằng nó hướng xuống mà nó để cao lên để nó kiễng nhỉ? Alo. Mà cái này không ngồi được hai đứa đâu nhá, đây là đừng có xô tất vào nhá. Chỉ tranh thôi, tranh đấy thôi. Chúng mày đến đây này. Thế này tao đã quay lại rồi.